Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Đúng như cái tựa đề của video này, trong video này thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một siêu phẩm trong tầm giá chỉ 2 triệu đồng. Cụ thể hơn đó chính là chiếc Sony Xperia XZ2 đang có trên tay mình ở đây. Và mình thấy là với tầm giá 2 triệu đồng thì con Sony Xperia XZ2 này cực kỳ ngon luôn. Nếu anh em đam mê gọi là yêu thích điện thoại cấu hình cao thì mình nghĩ rằng lựa chọn Xperia XZ2 là hợp lý nhất. Tại vì đây chính là chiếc máy Snapdragon 845 giá rẻ nhất trong thời điểm hiện tại. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những lý do gì khiến cho chiếc Sony Xperia XZ2 đáng mua, cũng như là những cái điểm yếu của nó trong tầm giá 2,2 triệu đồng nhé. Và trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào chưa biết mua cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 này ở đâu thì có thể tham khảo ngay tại H20 Store thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Mình sẽ liệt kê những cái điểm ngon của cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 này trước khi mà chúng ta đến với những cái điểm chê của sản phẩm này nhá. Điểm ngon của nó, đây là một chiếc máy đến từ nhà Sony nên là chất lượng hoàn thiện của chiếc máy này thì nó rất là cao cấp. Các bạn thấy này, chúng ta sẽ có mặt kính cường lực mặt trước, khung viền của nó là khung viền kim loại rất xịn sò, và mặt sau của nó cũng sẽ có một cái mặt kính nhìn nó rất là khác biệt so với những dòng điện thoại khác đang có trong tầm giá này. Thiết kế của nó tuy là giá rẻ nhưng mà nhìn nó vẫn rất là cao cấp các bạn ạ. Đó là cái điểm đầu tiên. Và đến với cái điểm thứ hai, đó chính là màn hình của sản phẩm Sony Xperia XZ2. Với chiếc Xperia XZ2 này, chúng ta sẽ có một cái màn hình IPS LCD có khả năng hiển thị tốt, và đặc biệt là độ sáng của nó cực kỳ cao. Trong video này thì mình mới bật ở cái mức là 50% độ sáng, đã rất thoải mái để mình có thể quay video rồi. Trong khi đó, với một số dòng điện thoại khác, mình phải bật lên ở mức 70, 80, thậm chí là 90% thì may ra cái độ sáng của nó mới đủ để quay video trong studio như thế này. Đó. Và cái điểm thứ ba là với chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị cho mình một cái hiệu năng cực kỳ mạnh. Với con chip là Snapdragon 845, chúng ta sẽ có 4GB RAM và bộ nhớ trong của nó sẽ là 64GB. Với con chip này thì nó sẽ thu được số điểm AnTu lên đến là 381.713 điểm AnTu các bạn ạ. Và trong tầm giá loanh quanh 2 triệu 2 triệu 2, không có một đối thủ nào hàng mới hàng cũ flagship có thể đánh bại được cái sản phẩm Sony Xperia XZ2 với cái cấu hình này như thế này đó. Và cái việc mà trải nghiệm game ấy thì chúng ta vẫn có thể thoải mái chiến game PUBG, Liên Quân hay thậm chí là Free Fire Max, Genshin Impact một cách cực kỳ ngon lành trên chiếc máy này. Đây là chiếc máy có trải nghiệm game tốt nhất trong tầm giá 2,2 triệu. Đó, cái điểm thứ ba, chúng ta sẽ có hệ thống âm thanh nghe cực kỳ hay. Chúng ta sẽ có hệ thống loa kép ở ngay phía trước và âm thanh của nó rất là lớn, cũng như là chất lượng âm thanh thì không thể nào mà chê được trong cái tầm giá này. Nếu bạn yêu thích nghe nhạc, nếu bạn muốn có một cái loa lớn để xem phim giải trí thì loa của sản phẩm Sony Xperia XZ2 mình cảm thấy rằng là ok. Rồi, và còn một cái điểm chốt hạ cuối cùng là với sản phẩm Sony Xperia XZ2 chúng ta sẽ có tiêu chuẩn kháng nước IP68. Và với một số chiếc máy qua sử dụng là Sony Xperia XZ2 thì khi mà mình kiểm tra chiếc máy này nó vẫn còn khả năng kháng nước nha các bạn. Đây, các bạn có thể vào sao thăng 737-8423 thăng sao để có thể là kiểm tra được cái code của nó nhé, để có thể kiểm tra được những cái chi tiết về phần cấu hình nhé. Nhưng mà có một điều ấy là Sony thì phải nhập 2-3 lần nó mới vô, không hiểu tại sao. Đó. Và con này thì trong cái phần là Pursue Sensor, các bạn có thể kiểm tra được chiếc máy này còn zin hay không. Nhưng lưu ý rằng là con Sony Xperia XZ2 các bạn phải kiểm tra trước cái khay SIM giúp mình, tại vì khay SIM đóng không chặt thì nó không thể nào mà nhảy áp suất test nước được nhá. Rồi, đó là những cái điểm cộng. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái điểm trừ. Điểm trừ ấy là tầm giá 2,2 triệu, chiếc máy của chúng ta đã có tình trạng ám màn rồi. Cụ thể là ở trong tông nền màu trắng hoặc tông nền bình thường thì không sao. Nhưng nếu các bạn đổi qua tông màu xám ở trong cái phần setting ấy thì các bạn sẽ có hiện tượng là bị ám nhẹ ở đây một tí xíu. Và cái ám này thì không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta. Cái ám này thì nó chỉ xuất hiện ở tông màu xám là các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất thôi. Còn những tông màu khác thì không hề bị một chút gì cả. Nói chung là ngon. Còn về cái diện tích hiển thị thì con điện thoại này có một cái diện tích hiển thị không quá lớn, là 5,7 inch thôi. Nên là nếu bạn nào đang cần cho mình một cái màn hình rộng hơn để thao tác nhiều ngón khi chơi game thì cũng chưa phải hợp lý nhất. Và Sony Xperia XZ2 thì có rất nhiều anh em phàn nàn rằng là nó hay gặp tình trạng là loạn cảm ứng nhẹ. Thực sự là có tình trạng này nha các bạn, và nó vẫn có một cái tỷ lệ nhất định. Nên là khi mà mua những chiếc máy này chúng ta vẫn có rủi ro. Rồi, cái điểm thứ ba là mặt lưng của nó là mặt lưng cong. Nên là khi mà chúng ta mua quạt tản nhiệt hay này nọ thì cảm giác rằng là cái mặt lưng này nó không có được tiếp xúc một cách tốt nhất. Tại vì mình đang xài một số quạt tản nhiệt như của Blackshark, khi mà gắn vào cái này thì không được hiệu quả tốt cho lắm.
Rồi cái điểm tiếp theo đó chính là thời lượng pin của nó thì thực sự là không quá trâu. Viên pin loanh quanh 3000 mAh thôi mà gánh một con chip là 845 này, rồi gánh cái màn hình độ sáng cao này, gánh rất là nhiều thứ như hệ thống loa kép này chẳng hạn, thì nó không thể sử dụng trong thời gian dài được, mà nó chỉ sử dụng ngon lành trong khoảng tầm 2,5 chứ là 3,5 giờ tùy vào tình trạng pin mà thôi. Thế nên là nếu bạn nào mà đang cần cho mình một điện thoại pin trâu thì lựa chọn Sony Xperia X2 cũng chưa phải là một cái lựa chọn hợp lý. Và cái điểm cuối cùng mà mình thấy rằng đang tồn tại trên sản phẩm này đó chính là jack cắm tai nghe 3.5. Con này không có jack cắm tai nghe 3.5 nên là nếu bạn nào mà muốn đeo tai nghe hoặc là vừa chơi game vừa đeo tai nghe thì bắt buộc phải sử dụng tai nghe cổng Type-C nha các bạn. Đây cũng là một cái điểm trừ mà mình thấy rằng là cực kỳ lớn. Ngoài ra thì còn có một số điểm khác, ví dụ như là cái phiên bản nội địa Nhật thì cái này có thể fit được. Bạn có thể yêu cầu bên H20 Store up một cái phiên bản ROM full quốc tế như thế này. Hiện tại sẽ không còn bất kỳ một cái ứng dụng Nhật nào nữa, và cũng như là chúng ta không cần phải cài Google, nên là nếu bạn nào cần thì có thể liên hệ bên đấy nhé. Và khi các bạn cài ROM quốc tế lên thì nó không còn khả năng update phần mềm nữa. Nếu bạn nào mà muốn còn khả năng update thì có thể là để phiên bản Nhật về, sau đó các bạn cài APN để dùng thì cũng ok. Đó là những cái điểm cộng và những cái điểm yếu của Sony Xperia X2 đang có trong tầm giá 2,2 triệu đồng. Nói chung, nếu các bạn bỏ qua được yếu tố là màn hình và yếu tố là pin thì con Sony Xperia X2 này nó cực kỳ ngon luôn. Và hiệu năng của nó cực mạnh để chúng ta có thể trải nghiệm những tựa game như là PUBG, Liên Quân hay là Free Fire vân vân. Đó, hệ thống loa thì nó rất là ấn tượng, hoàn thiện của nó thì rất là cao cấp tại vì đây là một dòng flagship mà. Vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc Sony Xperia X2 đang có trên tay mình ở đây? Và với tầm giá trên dưới 2 triệu đồng, các bạn có mua chiếc điện thoại này hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho mình một like và subscribe nhé. Bye bye, đường link mua hàng thì ở phần mô tả video. Và hãy nhớ subscribe Checkout Online nha các bạn.